Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Trong bài giảng này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm một đề thi cuối học kỳ 2 toán lớp 5 nha. Ở đây là một cái đề tham khảo để giúp các em làm quen với các dạng toán của đề cuối học kỳ 2 toán lớp 5 nhé. Đề thi thì gồm có hai phần là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Như vậy là thầy sẽ làm câu số 1 nhé. Câu số 1. Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ. Như vậy là mình thấy là số 5 này đứng sau dấu phẩy. Như vậy có nghĩa là 5 phần 10 đúng không nè. Rồi như vậy mình sẽ tìm đáp án nào là 5 phần 10 thì mình chọn thôi. Đáp án A là 5 đơn vị nè. Đáp án B là 5%. Đáp án C là 50. Đáp án D là 5 phần 10. Như vậy đáp án D là đáp án đúng đúng không nè. Rồi như vậy câu thứ 1 này mình sẽ chọn đáp án D nha. Rồi thầy sẽ làm tiếp câu số 2 nha. Số 2 được viết dưới dạng phân số sẽ là số nào? Bây giờ như vậy là đáp án A là 1 phần 2 nè. 1 phần 2 là 1 chia 2 thì bằng 0,5 thôi. Đâu có bằng số 2 được đúng không nè. Đáp án B là 2 phần 2. 2 chia 2 thì bằng 1 thì tất nhiên là không bằng số 2 vậy. Rồi C là 3 phần 2. 3 phần 2, 3 chia 2 bằng 1,5. Không bằng 2. Rồi đáp án D là 4 phần 2. 4 chia 2 bằng 2. Như vậy đáp án D 4 phần 2 chính là số 2 đúng không nè. Rồi như vậy là câu 2 này mình sẽ chọn đáp án D nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 3. 5840 gram đổi qua kg. Giờ mình nhớ là đổi gram qua kg thì mình chia cho bao nhiêu nè. Chia cho 1000 đúng không nè. Như vậy là 5840 mà chia cho 1000 thì sẽ bằng 5,84 kg đúng không nè. Giờ như vậy là mình sẽ tìm đáp án 5,84 kg mình chọn đúng không nè. Như vậy đáp án nào nè. Đáp án B đúng không nè. Đáp án B là 5,84 kg nè. Như vậy câu 3 là mình sẽ chọn đáp án B nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 4. 5% của 120 là số nào? Như vậy là mình muốn tìm phần trăm của một số thì mình lấy số đó chia nhân cho phần trăm. Như vậy mình sẽ lấy 120 nhân cho 5% đúng không? Có nghĩa là 120 nhân cho 5 chia 100. 120 chia cho 100 thì bằng 1,2. 1,2 nhân cho 5 thì bằng 6 đúng không? Như vậy mình sẽ chọn đáp án để kết quả là 6. Như vậy đáp án là đáp án D đúng nè. Giờ như vậy là câu số 4 này đáp án sẽ là đáp án D. Giờ thầy sẽ làm tiếp những câu còn lại nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 5. Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là bao nhiêu? Như vậy 9 giờ kém 10 phút có nghĩa là 10 phút nữa là 9 giờ. Sau đó là 9 giờ 30 phút có nghĩa là cộng thêm 30 phút đúng không? 10 phút cộng 30 phút thì là 40 phút. Như vậy mình sẽ chọn đáp án nào mà có 40 phút đúng không nè? Như vậy là đáp án D là đáp án có 40 phút. Như vậy mình sẽ chọn câu 5 này mình sẽ chọn đáp án D nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 6. Một huyện có 320 hecta đất trồng cà phê và 480 hecta đất trồng cây cao su. Hỏi là diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê? Như vậy người ta cho là một huyện này, người ta cho là 320 hecta đất trồng cây cà phê, 480 hecta đất trồng cây cao su. Người ta hỏi là diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đâu đất trồng cây cà phê. Như vậy mình sẽ lập phép chia nha. Mình sẽ lấy số diện tích cây cao su này chia cho diện tích cây cà phê nha. Như vậy là 480 chia cho 320 thì sẽ bằng 1,5 đúng không nè. 1,5 thì có nghĩa là bao nhiêu phần trăm nè. Như vậy 1,5 nhân cho 100 thì bằng 150. Như vậy kết quả sẽ là 150% đúng không nè. Rồi như vậy là mình sẽ chọn đáp án nào mà có kết quả là 150% đúng không? Như vậy là đáp án A đúng không? Như vậy là câu số 6 này mình sẽ chọn đáp án A nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 7.
Hình lập phương có cạnh là 5 mét. Vậy thể tích hình đó là bao nhiêu? Giờ mình nhớ là xem là hình lập phương, mình muốn tính thể tích hình lập phương thì mình bằng cái gì nè? Thể tích hình lập phương là một hình mà có 6 mặt, mà mỗi mặt đều là cái hình vuông đúng nè. Như vậy muốn tính thể tích hình lập phương mình sẽ lấy cạnh, nhân cho cạnh, đúng không? Bây giờ mình lấy 5, nhân cho 5 bằng 25. 25 nhân tiếp cho 5 thì bằng bằng 125 đúng nè. Bây giờ mình sẽ chọn đáp án nào có kết quả là 125 mét khối nhé. Như là đáp án B đúng không nè. Như vậy câu câu số 7 này mình sẽ chọn đáp án B nha. Giờ thầy vừa làm công xong câu số 7, thầy sẽ làm tiếp câu số 8 nha. Giờ mình sẽ làm tiếp câu số 8. Tìm x biết 34,8 chia x sẽ bằng 7,2 cộng cho 2,8. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ tính tổng bên đây đúng này. Như 7,2 cộng 2,8 thì bằng 10. Như vậy là 34,8 chia x bằng 10. Như vậy x ở đây sẽ đóng vai trò là số chia đúng này. 34,8 là số bị chia. X là số 34,8 là số bị chia, như vậy x sẽ là số chia và bên đây là hương đúng này. Như vậy muốn muốn tìm số chia mình sẽ lấy số bị chia chia cho hương đúng nè. Vậy x sẽ bằng 34,8 chia cho 10 đúng nè. Rồi tiếp theo câu B nha. Như vậy là bên đây là đây là tổng, đây là chia, đây là chia. Rồi như vậy trước hết mình phải thực hiện phép chia chỗ này đúng không nè. Rồi như vậy là mình thực hiện phép chia ở đây được một số nhé. Sau đó mình sẽ cộng ba số lại được một số đúng nè. Như vậy là x chia 2 sẽ bằng một số. Như vậy x sẽ bằng cái số đó nhân cho 2 đúng nè. Chia 2 chuyển qua hình nhân 2 là ra kết quả đúng nè. Giờ bài số 8 này các em có thể tạm dừng video và làm thử câu số 8, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 8 nhé. Như vậy là 34,8 chia cho x thì sẽ bằng 10 đúng không nè. 7,2 cộng cho 2,8 thì bằng 10. Như vậy là 34,8 chia x bằng 10. Như vậy 34,8 là số bị chia, x là số chia và 10 là hương. Như vậy muốn tìm số chia mình sẽ lấy số bị chia chia cho hương đúng không nè. Như vậy x sẽ bằng 34,8 chia cho 10. Một số chia cho 10 thì mình cứ việc dịch chuyển cái dấu phẩy về bên tay trái một số là ra kết quả đúng nè. Như vậy là 34,8 chia 10 sẽ bằng 3 bằng 3,48 đúng không nè. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu B nha. Như vậy là mình thấy phép cộng này, phép chia này. Như vậy mình phải thực hiện phép chia trước đúng nè. Nhân chia trước cộng trừ sau. Như vậy mình sẽ lấy 24,72 chia cho 12. Như vậy phép chia này sẽ là 2,06 đúng nè. Như vậy sau đó mình sẽ thực hiện hai cái phép cộng cùng một lúc nhé. Mình sẽ lấy 21,22 cộng cho 90,72 cộng luôn cho 2,06 thì hai phép cộng này cộng lại sẽ thành 114 đúng không nè. Như vậy là x chia 2 bằng 114. Như vậy x sẽ bằng 114 nhân cho 2, chia 2 chuyển qua hình hình nhân 2 đúng không nè. Như vậy x sẽ bằng 228. Giờ câu số 8 này có anh em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 9 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 9. Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60 km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km trên giờ. Giờ bây giờ mình sẽ phân tích đề bài xem người ta cho mình cái gì và mình cần tính cái gì này. Đề bài nói là một người đi xe máy khởi hành lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút. Như vậy là trước hết mình phải tính thời gian đi từ A đến B đúng nè, bằng cách lấy 9 giờ 30 phút trừ cho 8 giờ 30 phút. Giờ mình có thời gian, người ta cho là quãng đường AB dài 60 km đúng không nè. Người ta kêu mình tính vận tốc trung bình của xe máy. Có thời gian, có quãng đường mình sẽ tính được vận tốc trung bình của xe máy đúng nè.
bằng tốc trung bình thì bằng quãng đường chia cho thời gian. Giờ bài số 9 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử câu số 9, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 9. Như vậy người ta nói là một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút đến B lúc 9 giờ 30 phút. Như vậy trước hết mình sẽ tính thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là mình sẽ lấy 9 giờ 30 phút này trừ cho 8 giờ 30 phút. Như vậy 9 giờ 30 phút trừ 8 giờ 30 phút thì bằng 1 giờ đúng nè. Như vậy kết quả sẽ là 1 giờ. Sau khi mình có thời gian, mình có quãng đường giờ đúng không nè. Có quãng đường có thời gian mình sẽ tính được vận tốc trung bình đúng không nè. Giờ như vậy vận tốc trung bình của xe máy là nè, mình sẽ lấy quãng đường là 60 này chia cho thời gian là 1 nè. 60 chia 1 thì bằng 60 đúng không? Như vậy là quãng đường đơn vị là km, thời gian đơn vị là giờ, như vậy vận tốc sẽ là đơn vị sẽ là km trên giờ đúng không nè. Giờ như vậy là đáp số của câu 9 này là 60 km trên giờ. Giờ câu số 9 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua câu số 10 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 10, cũng là câu cuối của cái đề thi này nha. Như vậy là một khối vuông hình chữ nhật có chiều dài là 120 m, chiều rộng bằng 90 m. Người ta trồng lúa trên khối vuông đó, trung bình cứ 100 m vuông thu được 15 kg khóc. Tính câu A là diện tích khối vuông hình chữ nhật đó, câu B là trên của cả khối ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ khóc. Giờ như vậy là mình sẽ phân tích đề bài xem bài toán người ta cho mình cái gì nè, mình cần tính cái gì nè. Bài toán nói là một khối vuông hình chữ nhật có chiều dài nè 120 m, chiều rộng bằng 90 m. Như vậy là có chiều dài có chiều rộng mình sẽ tính được diện tích của khối vuông đúng không nè. Rồi người ta nói là trung bình là 100 m vuông thì khu được là 15 kg khóc. Như vậy mình sẽ tính được là người ta số tạ khóc người ta khu hoạch được. Như vậy trước hết mình tính được số kg khóc khu hoạch được bằng cách lấy diện tích chia cho 100 nhân cho 15 đúng không? Có số kg khóc khu hoạch được mình sẽ đổi qua tạ khóc nhé. Giờ bài số 10 này các em có thể tạm dừng video và làm thử câu số 10, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 10 các em làm xong chưa này? Giờ em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 10. Như vậy là người ta cho chiều dài và chiều rộng đúng không? Mình sẽ tính được diện tích của khối ruộng đúng nè. Giờ câu A, diện tích khối ruộng hình chữ nhật là nè, mình lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng nè. Mình sẽ lấy chiều dài là 120 nè, nhân cho chiều rộng là 90. 120 nhân 90 thì bằng 10.800 đúng nè. 120 nhân 90 thì bằng 10.800. Đơn vị sẽ là mét vuông. Như vậy là diện tích khối ruộng hình chữ nhật sẽ là 10.800 mét vuông. Sau đó mình tính luôn câu B nha. Người ta nói là trung bình cứ 100 mét vuông thì khu hoạch được 15 trung bình cứ 100 mét vuông thì khu được 15 kg khóc. Như vậy mình sẽ tính được là số khóc khu hoạch được đúng không nè. Coi như vậy đây trả lời câu B nha. Cả khối ruộng đó người ta khu hoạch số tạ khóc là này. Mình sẽ lấy diện tích của khối ruộng này 10.800 chia cho 100 nhân cho 15 đúng nè. Chia 10.800 chia 100 nhân 15 thì sẽ bằng 1.620, đơn vị sẽ là kg. Sau đó từ kg mình đổi qua tạ đúng nè. Muốn đổi kg qua tạ thì mình chia cho 100 đúng nè. Như vậy là 1.620 chia 100 thì bằng 16,2, đơn vị sẽ là tạ. Giờ như vậy là đáp số của bài câu 10 này sẽ là câu A là 10.800 mét vuông và câu B sẽ là 10 16,2 tạ đúng không nè. Như vậy là mình làm xong câu số 10 nha. Giờ câu số 10 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Câu số 10 này các em hiểu bài hết chưa nè. Giờ ok, nếu các em hiểu bài hết thì thầy sẽ kết thúc video clip bài giảng tại đây. Thầy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.